Tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành bê các cái tấm pin năng lượng mặt trời xuống chân công trình. Ở đây là 6 tấm pin 540W. Đấy. Ở đây thì chủ nhà mỗi tháng tiết điện khoảng 800 đến 1 triệu đồng nên là anh quyết định lắp đặt hệ thống điện mặt trời bám tải này. Đây là 40-4 phường Tân Thành, đường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú. Anh em vừa lắp áp mái tôn nên nó là 6 tấm pin. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành đi dây điện mặt trời xuống dưới tủ điện cho hệ thống điện năng lượng mặt trời 3kW này. Ở đây thì có hai sợi dây đi vào trong ống 21. Đấy. Ở đây thì anh em đi trong ống nhiều bình minh. Tủ điện với inverter thì đi treo trong này này, treo cái khu vực này cho em nhá. Ở đây thì sau đó anh em tôi sẽ đi dây điện lưới AC hòa lưới vào đây. CB tổng vào đây. CB tổng của chủ nhà đây anh em này. Đấy. Hòa lưới vào đây. Đấy. Kẹp CT bám tải ở đây luôn, chống phát ngược lên lưới. Ở đây thì với chi phí tiền điện mỗi tháng khoảng 800 đến 1 triệu 200 nghìn đồng thì anh quyết định lắp hệ thống 3kW này. Hệ thống 3kW và 6 tấm pin 540W này thì mỗi ngày nó thu được từ 10 cho đến 15 số điện anh em ơi. Tấm pin này đang tập kết ở đây thì tí nữa anh em mình có sẽ kéo lên. Tại đây anh em chúng tôi đang tiến hành đi dây điện AC cho hệ thống điện mặt trời này. Đây, dây điện mặt dây điện lưới hòa lưới sẽ đi theo cái máng này đi vào trong tủ điện này. Đó. Đây thì nó có một cái lỗ cắm sẵn rồi, đột gà rồi thì nó sẽ đi vào cái hộp gen này. Đấy. Hộp gen này sẽ đi theo máng xuống, kẹp dây CT bám tải vào đây. Chống phát ngược lên lưới vào đây luôn. Như vậy là hệ thống của chúng tôi đã hoạt động ổn định rồi. Bây giờ là năng lượng mặt trời đang xuống 240W. Tải sử dụng chỉ có mấy cái bóng đèn với một cái quạt thôi. Đấy. Đây là dây hòa lưới thì hòa lưới vào đây này. Đấy. Đi trong nẹp điện. Nẹp này đi hai sợi dây với hai sợi dây điện mặt trời hòa lưới với lại cái dây CT để chống phát ngược lên lưới. CT để đo cái tải sử dụng của gia đình. Đó, dây điện đây em chúng ta đi thôi này. Đó, đi trong máng hết này. Cứ mà làm cho hệ thống rất là gọn gàng, dây điện rất là gọn gàng hết. Dây điện năng lượng mặt trời đi trên mái đi xuống. Dây điện lưới thì đi qua đây. Đó. Đấy, như vậy là hệ thống của chúng tôi đã hoạt động ổn định rồi. Ở đây thì lắp được 6 tấm pin thôi, muốn lắp nữa cũng không lắp được anh em ạ. Máy thì hơi nhỏ. Đây thì mặt trời hướng về hướng này. Đây là cũng không bị che chắn gì. Đây thì trước này 3 tấm, đây tấm, đây 2 tấm. Tổng cộng là được 6 tấm pin. Nắng lên rồi. Nắng lên là sẽ có điện. Với hệ thống này nếu mà nắng tốt một ngày có thể thu được 10 đến 15 số điện anh chị em nào. Thì như vậy mỗi tháng có thể tiết kiệm cho gia đình anh chị em khoảng 300 đến 450 số điện với cái tiền điện khoảng 1 triệu đồng là anh chị em mà lắp đặt hệ thống 3kW này là phù hợp với những gia đình nào sử dụng tương đối vào ban ngày. Buổi trưa mình có thể chạy được làm hai cái điều hòa một ngựa mà không cần lấy điện lưới anh chị em nhá. Đấy, giờ cái bồn nước nó đấy, nhưng mà nó vẫn không bị che anh em nhá. Tấm pin năng lượng mặt trời này thì được bảo hành 12 năm về vật lý anh em nhá. Biến tần là bảo hành 5 năm. À, lắp cái này thì bây giờ nếu khoảng 2 đến 3 năm là với gia đình mà dùng ít điện, còn gia đình nào dùng nhiều điện vào ban ngày thì khoảng hơn 1 năm, gần 2 năm là chúng ta sẽ lấy vốn, thu hồi vốn anh em nhá. Nhà gia đình thì có hai cái máy lạnh anh em ạ, là họ lắp năng lượng mặt trời này sử dụng điện mặt trời vào ban ngày. Thường thường thì cũng ít dùng nhưng mà từ nay là có năng lượng mặt trời nên là họ sẽ sử dụng vào ban ngày và buổi trưa nhiều hơn. Đây, đây là một cái tung mái thì nó hơi nhỏ. Toàn bộ dây dẫn anh em chúng tôi đi trong ống nhựa bình minh hết này, đi xuống theo cái bờ tường này đi xuống này. Đó. Để bảo vệ cho dây dẫn là khỏi bị mục mọt theo thời gian anh em ạ.